Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một điểm hẹn đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là bóc tách với nhau những chủ đề thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Thực sự thì cái tâm lý chung của thị trường ở cái giai đoạn hiện tại, khi mà cái đồ thị nó đang trong cái một khoảng thời gian sideways khá là dài, thì để mà nói là làm nội dung ở thời điểm hiện tại thì có thể là khá là khó để chúng ta có được những cái nội dung nó thu hút. Tuy nhiên tâm sự với anh em là trong cái thời gian mà tìm tòi để đi tìm những cái nội dung cho cái tập podcast tuần này, thì thực sự là cá nhân mình có thể nói là ngay từ đầu tuần thì cũng có thể là xác định rằng là tuần này chúng ta chắc chắn phải nói về cái câu chuyện này. Đây là một cái câu chuyện mà ở trên Twitter nó gây xôn xao rất là nhiều sau một cái dòng tweet của nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin. Thì có thể là những cái mảng thị trường khác của crypto nói chung thì nó cũng hơi nhàm chán một xíu. Tuy nhiên là với mạng xã hội X và đặc biệt là cộng đồng Ethereum trong tuần vừa rồi thì có thể nói là những cái cuộc chiến, những cái buổi tranh luận nó rất là nhiệt và nó rất là sôi động. Và cá nhân mình cũng thu thập được khá là nhiều những cái đầu content nó rất là thú vị trong tuần vừa rồi liên quan đến những cái dòng tweet của Vitalik. Thì trong tuần vừa rồi á, nếu như mà anh em theo dõi DeFi Discussion thì cũng biết là bọn mình nói khá là sâu về định hướng cũng như là những cái cải tiến của Rollup, một cái hướng đi rất là cốt lõi của Ethereum trong suốt 1 đến 2 năm vừa qua và có thể là một thời gian rất là dài trong thời gian tới. Thì nó cũng là một phần đến từ những cái dòng tweet mà Vitalik nói khá là sâu và khá là tự tin về tương lai cũng như là những cái công nghệ nền tảng của Ethereum. Thì từ đó nó cũng là một cái khơi gợi cho các cái giải pháp Rollup, họ có những cái động lực để họ công bố những cái cải tiến của mình trong tuần vừa rồi. Còn trong tuần này thì cũng là một dòng tweet của Vitalik, tuy nhiên là nó mang hơi hướng đâu đó khá là, mình tạm gọi là hơi bi quan một xíu về những cái giao thức DeFi. Điển hình ở đây chúng ta có thể kể đến những cái giao thức mà nhiều anh em cũng đã khá quen thuộc rồi, nó là những cái sàn DEX này, hoặc là những cái giao thức mà phổ biến hơn là các cái giao thức lending, các cái stablecoin phi tập trung, hoặc thậm chí là những cái nền tảng yield. Thì Vitalik trong tuần vừa rồi có thể hiện một cái quan điểm, đó là cái hệ sinh thái DeFi hiện tại nó không có được một cái mô hình sản phẩm ổn định, nó khá là phập phù về mặt lợi tức, và từ đó nó khiến cho nhà sáng lập này cảm thấy hơi không hài lòng lắm với những cái định hướng phát triển hiện tại của các cái giao thức DeFi. Vậy thì cái câu chuyện này là gì? Thì chúng ta sẽ đi sâu hơn, bóc tách sâu hơn ở trong cái phần sau. Còn bây giờ thì để có một cái bức tranh chung thì chúng ta sẽ đi qua một vài những cái điểm nhấn, những cái cập nhật thú vị xoay quanh những cái mảng thị trường mà có thể coi là bị Vitalik đưa vào tầm ngắm trong tuần vừa rồi. Thì nếu anh em cũng theo dõi những cái buổi tranh luận mà nó có thể coi là một cái hệ quả của những cái dòng tweet của Vitalik, thì cũng có biết rằng là các cái giao thức lending, đặc biệt là các cái nền tảng phát triển stablecoin, thì họ cũng đã có những cái lập trường riêng của mình. Và song song đó là cũng giống như các cái Rollup ở trong tuần trước, thì họ cũng đưa ra những cái thay đổi, những cái cập nhật về mặt sản phẩm của mình, làm sao để cải thiện được cái nguồn lợi tức, cải thiện được cái hiệu quả sử dụng vốn ở trong cái sản phẩm của mình. Thì cái tên đầu tiên chúng ta sẽ nói về AV. Thì AV Labs trong đầu tuần này thì họ cũng có công bố một cái đề xuất, đó là tích hợp cái quỹ Bill từ BlackRock. Thì đây là một cái quỹ token hóa các cái tài sản ở thế giới thực, real asset, lên không gian blockchain. Thì họ sẽ gọi là token hóa những cái tài sản này, và việc GHO tích hợp cái quỹ này thì nó sẽ giúp họ tối ưu được cái lượng USDC đang nằm, gọi là nằm nhàn rỗi ở trong cái cơ chế GSM của họ. Thì nếu như mà anh em thắc mắc cái cơ chế GSM là gì, thì đây là cái cơ chế nó cũng tương tự với lại Vex Stability Module của một cái tên cũng khá là đáng chú ý thời gian trước, đó là MakerDAO.
Thì đây là một cái cơ chế là để giúp người dùng có thể hoán đổi một một giữa USDC và cái stablecoin GHO, từ đó đảm bảo cho cái stablecoin này nó có một cái mức neo giá ổn định trước những cái biến động của thị trường. Thì AV họ công bố cái đề xuất là tích hợp cái quỹ bill này vào trong cái cơ chế cân bằng giá của GHO. Thì cái động thái này nó sẽ giúp cho GHO có thể tạo thêm một cái nguồn yield thay vì là để USDC một cách nó khá là nhàn rỗi và nó không tối ưu hóa, nó không phi tập trung được cái rủi ro ra. Bởi vì chúng ta biết là ở trong cái quỹ bill của BlackRock thì chúng ta cũng thấy là có khá là nhiều những cái dạng tài sản. Chúng ta có thể thấy là có những cái tài sản ví dụ như là tiền mặt, các cái hợp đồng repo mua lại, hoặc là những cái tài sản mà chúng ta cũng khá là thân thuộc với MakerDAO trong giai đoạn trước, đó là cái trái phiếu chính phủ Mỹ. Thì cái việc phân bổ này ra nó cũng đâu đó vừa tối ưu mà vừa giảm thiểu được những cái rủi ro tập trung quá vào cái mảng là CryptoBack, cái mảng là neo giá vào những cái vị thế vay thế chấp bằng crypto. Cái hướng đi này đâu đó nó cũng sẽ là một cái con dao hai lưỡi mà chúng ta sẽ nói sâu hơn ở cái phần sau của cái tập podcast này. Một vài đánh đổi, tuy nhiên là trước mắt thì chúng ta sẽ thấy là cái GHO đâu đó họ sẽ tối ưu được cái nguồn tài sản bảo chứng của mình và từ đó tạo ra thêm những cái lợi tức cao hơn cho cái người nắm giữ GHO. Ok, cái tên thứ hai cũng có một cái cập nhật khá là đáng chú ý trong tuần vừa rồi, đó là MakerDAO. Thì MakerDAO họ đã có một cái thông báo, đó là chính thức đổi tên thương hiệu thành Sky, và họ có những cái thay đổi, những cái quy đổi cho những cái token mới của mình, đó là cái token Sky và cái stablecoin USDS. Thì Sky sẽ là cái phiên bản thay thế cho Maker với cái tỷ lệ quy đổi là 24.000 Sky đổi lấy một Maker, và cái stablecoin USDS sẽ là cái phiên bản thay thế cho stablecoin DAI mà chúng ta cũng đã từng khá là quen thuộc. Thì cái mô hình mới và cái hướng đi mới của Maker nó cũng sẽ là một trong những cái dấu hỏi, và cũng khiến cho Vitalik đặt rất là nhiều những cái thắc mắc trong những cái dòng tweet của mình liên quan đến mô hình của cái dự án này. Và cái cập nhật cuối cùng cũng khá là đáng chú ý trong tuần vừa rồi, đó là Morpho. Thì họ cũng đang có một cái đề xuất là chuyển đổi cái định dạng token Morpho của mình sang dạng là transferable, tức là chúng ta có thể sẽ bắt đầu trade, có thể mua bán được cái token này. Hiện tại thì họ cũng chỉ gửi cái token này về ví của người dùng tham gia sử dụng sản phẩm của Morpho, gửi về ví thôi. Còn anh em không thể chuyển được cái Morpho này đi, và đồng nghĩa với việc là chúng ta không thể mua bán được cái token này ở trên thị trường. Thì cái động thái này nó cũng sẽ rất là đáng chú ý, bởi vì nó sẽ là một cái bước ngoặt để chúng ta biết được rằng là cái mô hình của Morpho, một cái mô hình mà mình đánh giá là cũng khá là khác biệt so với những cái sản phẩm ở trên thị trường hiện tại, liệu cái mô hình của họ nó có thể tiếp tục thu hút được người dùng khi mà một trong những cái động lực khá là phổ biến của các cái dự án DeFi, đó là Aerob, thì nó tạm thời nó sẽ không còn nữa. Thì khi mà cái động lực đó không còn nữa thì cái dấu hỏi về cái sức hút và cái độ hiệu quả trong cái mô hình của họ liệu có còn hay không. Thì nếu như mà anh em nào quan tâm tìm hiểu thêm thì cũng biết là Morpho họ sẽ có một cái cơ chế làm sao để tối ưu cái lãi suất cho người đi vay cũng như là người cho vay. Thì đây là cũng là một cái mô hình mà cũng rất là đáng quan tâm, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà chúng ta đang có rất là nhiều những cái tranh luận về việc là liệu DeFi nó có duy trì được một cái mô hình yield ổn định hay không, như trong tuần vừa rồi. Ok, thì đó là một cái tổng quan nhất về những cái thay đổi của các cái sản phẩm ở trong mảng lending và stablecoin, một cái mảng mà có thể coi là bị đưa vào tầm ngắm của Vitalik trong tuần vừa rồi. Và bản thân những cái dự án trong mảng lending này thì họ cũng tự gọi là có những cái cuộc tranh luận rất là gay gắt với nhau liên quan đến cái câu chuyện là yield, cái câu chuyện lợi tức và cái câu chuyện là mô hình sản phẩm nó có ổn định hay không. Thì để mà bóc tách cái nhận định gây tranh cãi của Vitalik trong tuần vừa rồi thì chắc là chúng ta sẽ lấy ra một vài cái thông số sau đây để anh em có thể tham khảo. Thì đây là cái góc nhìn của mình, mình cũng gọi là bóc tách một vài cái thông số mà cá nhân mình chú ý mà lượm nhặt được. Thì cái con số đầu tiên chúng ta có thể thấy là cái lãi suất stablecoin ở trên các cái sàn CX
Thì trong một khoảng thời gian cũng 1-2 tháng rồi lại đây, chúng ta có thể thấy cái con số nó đâu đó trong khoảng là 1-2%. Thì đây là một cái con số cực kỳ thấp so với cái mức lãi suất quanh cái vùng 5% mà Fed đang duy trì. Thì đây là một cái con số rất là thấp. Tuy nhiên, nếu như mà cũng là cùng những cái tài sản đó mà chúng ta thấy ở trên các cái nền tảng lending, thì chúng ta thấy là cái con số đầu đó nó dao động trong khoảng 4-5%. Thì tất nhiên là ở thời điểm hiện tại, các cái hoạt động ở trên thị trường nó không có mấy sôi nổi, cho nên là chúng ta mới có thể thấy là cái mức lãi của các cái sản phẩm, các cái stablecoin nó có một cái mức chênh khá là đáng kể so với cái lãi của Fed. Vậy thì tại sao cá nhân mình lại quan tâm đến cái con số này? Thì nếu như mà anh em cũng theo dõi một vài cái dòng tweet của Vitalik thì cũng sẽ thấy là Vitalik nhấn mạnh một cái yếu tố, đó là cái nguồn yield của các cái giao thức lending hay là các cái stablecoin được min ra dưới dạng là khoản vay thế chấp á, thì nó đến từ cái việc là người ta vay và người ta leverage các cái leverage trading, tức là người ta vay để người ta tiếp tục tái đầu tư, gọi là người ta mua lại tiếp các cái token và tiếp tục vay và làm cái vòng lặp này lên. Thì thì Vitalik có một cái từ ẩn dụ cho cái mô hình này, đó là cái Ouroboros. Thì cho anh em nào chưa biết cái khái niệm Ouroboros, thì đây là cái hình ảnh mà một con rắn nó tự cắn đuôi nó. Thì đây là một cái ẩn dụ của Vitalik khi mà lên tiếng chỉ trích cái hoạt động của các cái giao thức DeFi ở điểm hiện tại. Thì chúng ta quay trở lại với những cái con số và những cái khoảng chênh của các cái stablecoin giữa CX và các cái nền tảng lending. Có thể cái việc chênh lệch này đâu đó nó đến từ những cái câu chuyện liên quan đến thanh khoản, chẳng hạn ở thanh khoản ở trên CX nó dày hơn thanh khoản ở trên các cái nền tảng lending, cho nên là cái lãi deposit nó có phần nào cao hơn trên các cái nền tảng lending. Hoặc là chúng ta cũng có thể biết là cái mô hình của AV thì đâu đó nó sẽ có những cái điểm kích hoạt về lãi suất, chẳng hạn cái đường lãi suất của họ nó sẽ khác so với quy chuẩn lãi suất ở trên các cái CX, thì nó cũng đâu đó tạo ra những cái khoảng chênh như vậy. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nói là việc DeFi tức là thuần về leverage trading thì nó cũng chưa hẳn chuẩn xác. Tất nhiên, đại bộ phận người dùng thì vẫn sử dụng những cái công cụ đòn bẩy. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy cái con số chênh lãi suất giữa CX, một cái nền tảng mà người dùng thường đến đó để trade, đúng không? Đánh các cái sản phẩm future chẳng hạn, thì chúng ta thấy là lãi suất hiện tại nó thấp hơn khá là nhiều so với các cái giải pháp lending. Bởi vì sao? Chúng ta thấy là có thể là lending họ sẽ có những cái ở trên DeFi á, thì họ sẽ có những cái hoạt động khác, nó không đơn thuần chỉ là leverage trading thôi. Anh em có thể vay stablecoin ở một nơi nó có lãi suất thấp đến vừa phải, và có thể đi farm cái lượng stablecoin này, đi cung cấp thanh khoản, hoặc là đi tạm gọi là đi đi săn những cái nơi mà nó cho được cái mức lợi tức cao hơn. Và đây là cái hoạt động mà nó gọi là nó thứ nhất là nó kéo bằng lại được cái sự chênh lệch thanh khoản giữa các cái mảng sản phẩm khác nhau, và thứ hai là nó cũng sẽ tạo ra thêm những cái lợi nhuận cho những cái người dùng, người ta tìm được cái sự chênh lệch đó. Thì đây là một cái điều mà các cái sản phẩm lending, các cái sản phẩm DeFi họ tạo ra được, họ hỗ trợ được. Còn với các cái sản phẩm CX thì anh em vẫn có thể vay thôi, nhưng mà cái cơ chế vay của họ nó sẽ không tối ưu về mặt lãi suất cho lắm, và nó cũng sẽ không có hỗ trợ những cái tài sản thế chấp làm sao cho nó đa dạng nhất có thể và nó tiện lợi nhất có thể cho người dùng. Thì có thể đây sẽ là một cái điểm khác nhau mà mình nghĩ là nó sẽ lý giải cho cái việc chênh lệch giữa cái lãi suất ở trên CX và lãi suất ở trên các cái nền tảng lending. Thì cái sự chênh lệch về lãi suất này nó cũng cho chúng ta phần nào đó thấy được cái nhu cầu thanh khoản dành cho cái hoạt động leverage trading ở trên các cái sàn CX thì nó đang khá là thấp. Và song song đó nó cũng giúp chúng ta phần nào giải thích được cái câu hỏi, đó là cái nguồn yield của các cái nền tảng lending nó đến từ đâu. Và cái khoảng chênh này chúng ta có thể từ đó để suy ra được là cái nguồn yield đến từ cái hoạt động leverage trading nó chỉ là một phần cấu tạo nên cái lợi tức trả về cho người dùng ở trên các cái giao thức DeFi thôi. Và song song đó họ vẫn còn những cái hoạt động khác để có thể cung cấp thêm được một cái nguồn, một cái khoảng chênh về lợi tức khác cho người dùng. Bởi vì nếu mà trading thì chúng ta sẽ lên CX,
nó tiện hơn rất nhiều, đúng không? Đòn bẩy các thứ thì các cái giao diện nó đã tối ưu hóa rồi, và cái tính toán thì cái thao tác thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với các cái sản phẩm DeFi. Lưu ý với anh em một xíu, đó là những cái sản phẩm chúng ta nói đến trong cái câu chuyện này, nó là những cái sản phẩm họ đã có những cái thời gian tồn tại lâu ở trên thị trường, và họ có những cái độ ổn định trong cái sản phẩm, họ tồn tại qua được những cái chu kỳ của thị trường. Chứ chúng ta không nói quá nhiều đến cái câu chuyện là những cái sản phẩm mà nó tạo ra những cái lãi suất rất là cao và nó khuyến khích người dùng farming, nạp token vào farming và nhanh chóng sụp đổ trong một thời gian, thì cái câu chuyện này thì chúng ta chắc chắn là chúng ta không không ủng hộ cái câu chuyện đó. Nhưng mà chúng ta nói ở đây là để nói về những cái sản phẩm DeFi đã có cái tên tuổi ở trên thị trường, cái cách họ thiết kế sản phẩm, cái cách họ tạo ra thêm những cái giá trị, họ hỗ trợ thêm những cái giá trị cho người dùng, và nó khác biệt như thế nào so với những cái mô típ centralized, những cái mô típ mà nó tập trung hơn. Ok, thì cái câu chuyện thứ hai cũng trong những cái dòng tweet của Vitalik, đó là cái câu chuyện về sustainable, tức là cái độ duy trì ổn định của yield. Thì về cái ý này thì cá nhân mình nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề mà DeFi chưa có thể khắc phục được so với thị trường tài chính truyền thống. Bởi vì chúng ta thấy là cái thị trường DeFi, riêng bản chất cái lãi suất mà chúng ta thấy ở trên các cái nền tảng lending thôi, nó đã có một cái sự phập phù rồi, chứ đừng nói gì đến các cái nền tảng DEX. Thì DEX thì vốn nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái độ sôi động của thị trường. Khi mà thị trường trade thì nó mới có volume, mà có volume thì những cái đơn vị cung cấp thanh khoản thì họ mới có thể có được cái nguồn thu, thì họ mới có được cái yield của mình. Thì chúng ta thấy là cái thị trường DeFi vốn nó đã không ổn định, cho nên là cái hoạt động ở trong nội bộ cái thị trường nó sẽ không ổn định, và từ đó nó cho ra một cái lãi suất đối với những cái người dùng sản phẩm thì nó không thể nào mà ổn định cho được. Khác với những cái thị trường truyền thống thì chúng ta thấy là có một cái đơn vị họ đứng ra quản lý, thì cái mức độ lãi suất này nó chắc chắn nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều, và nó được có những cái mức trần cũng như là cái mức sàn cụ thể rất là rõ ràng. Thì đây là một cái điều mà chúng ta có thể rõ ràng là phải thừa nhận đối với cái thị trường DeFi ở thời điểm hiện tại. Thời gian trước thì chúng ta thấy là AV họ cũng có công bố một cái mạng sản phẩm, nó gọi là fixed rate, đúng không? Tức là cố định cái lãi suất làm sao cho nó tối ưu cho người dùng khi mà họ đi vay. Tại vì chúng ta không muốn là thực hiện một cái khoản vay 2-3 năm, hoặc thậm chí là 5-6, 10 năm, nhưng mà cái lãi suất thì nó lại biến động theo từng phút, thì cái điều này là chúng ta không hề muốn. Và AV thời điểm đó họ cũng có những cái ý tưởng về cái việc này, tuy nhiên là vì một vài những cái lỗi, cái bất ở trong thiết kế thì AV họ cũng đã phải tạm ngưng cái sản phẩm này. Và bản thân chúng ta nhìn nhận cái thị trường DeFi vì cái sự nhấp nhô của thanh khoản ở rất là nhiều nơi, cho nên là chúng ta thấy là cái việc chênh lệch lãi suất ở những cái nền tảng khác nhau thì nó cũng rất là rõ rệt, chúng ta thấy nó rất là rõ rệt. Và nếu như mà cung cấp những cái sản phẩm mà fixed rate, tức là sản phẩm cố định, thì bản thân những cái người đi vay hoặc là những cái người cho vay ở trên nền tảng của AV thì đâu đó họ sẽ gặp những cái rủi ro về việc bị khai thác những cái điểm khác nhau như vậy, những cái khoảng chênh khác nhau như vậy về lãi suất, thì nó có thể gây những cái thiệt hại, những cái thiệt hại về vốn, về độ hiệu quả vốn của họ. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta dễ dàng nhận thấy thôi, tức là họ có thể vay ở cái chỗ thấp và gửi vào những cái chỗ cao hơn chẳng hạn. Tức là cái vấn đề này nó chúng ta phải thừa nhận với nhau, đó là việc cái thị trường DeFi nó vẫn còn khá nhấp nhô và nó chưa thể nào đủ cái điều kiện để thực hiện những cái sản phẩm fixed rate như vậy để có thể là duy trì ổn định trong một thời gian dài cho người dùng, để có thể chúng ta có thể thấy được nhiều cái đơn vị ở thị trường tài chính truyền thống họ dịch chuyển dần về DeFi nhiều hơn. Chúng ta vẫn chưa thể thấy được cái câu chuyện đó. Ok, còn một cái ý cuối cùng mà chúng ta cũng có thể thấy rất là rõ ở trong những cái nhận định của Vitalik, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự giao thoa của các cái ứng dụng DeFi với những cái ứng dụng nó gọi là non-finance, tức là nó không thuần về tài chính lắm. Và chúng ta sẽ cần phải có những cái ứng dụng, những cái công nghệ truyền thống nhưng mà nó theo cái mô típ decentralized nhiều hơn.
và giao thoa với DeFi, một cái mạng sản phẩm nó liên quan đến tiền bạc, nó liên quan đến tài chính. Thì đây là một cái điều mà mình cũng nghĩ là sẽ rất là tiềm năng, và chúng ta cần theo dõi cái sự dịch chuyển này, cái sự giao thoa này. Thời gian gần đây thì nếu như mà theo dõi những cái dòng tweet, những cái cập nhật từ phía Google Chrome, thì chúng ta cũng biết là họ cũng đã dần phát triển những cái giải pháp tạm gọi là decentralized front end, tức là chúng ta sẽ giúp cho người dùng phi tập trung cái front end của mình nhiều hơn. Hoặc là chúng ta biết là ENS, một cái giải pháp tên miền, một cái giải pháp định danh, thì họ cũng đã dần bắt đầu có cái sự tích hợp làm sao đó để tối ưu giữa Web 3 và Web 2. Thì đây cũng là một cái điểm giao giữa những cái công nghệ truyền thống với lại cái kết cấu phi tập trung, và sắp tới có thể nó sẽ là AI chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi những cái sự giao thoa này, không chỉ thuần về DeFi, bởi vì chúng ta biết là DeFi rõ ràng nó sẽ, bản thân DeFi nó sẽ không đủ để, nếu mà nó duy trì ở một cái mức độ ổn định và nó thu hút nhiều người chơi đến đây vì cái câu chuyện về tài chính, thì rõ ràng là nó vẫn sẽ còn tồn tại được. Tuy nhiên nếu như mà nó duy trì mãi ở cái câu chuyện là thuần về tài chính, thì đâu đó nó sẽ không thể nào mở rộng và nó tiếp cận được với đại chúng, và nó có thể thực sự là chạm được tới những cái mảng thị trường khác, những cái ngành công nghiệp khác trong thị trường truyền thống mà chúng ta vẫn thường quen thuộc. Thì đây là một cái xu hướng mà mình nghĩ là rất là hào hứng và mình rất là chờ đợi. Có thể là một cái thời gian mà rất 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 dài phía trước thì mà chúng ta mới có thể chạm được tới cái tầm nhìn đó. Rồi thì đó là một vài cái thông tin, một vài cái tóm tắt của mình về những cái hoạt động khá là sôi nổi trên mạng xã hội X liên quan đến câu chuyện lợi tức, liên quan đến các cái nền tảng lending, các cái stablecoin, các cái giao thức DeFi. Thì hy vọng là cái câu chuyện tuần này đâu đó nó sẽ có những cái gợi mở cho anh em, những cái góc nhìn mới, những cái chi tiết mới, những cái thông số mới, hoặc thậm chí là những cái từ khóa mới để anh em có thể theo dõi. Thì hy vọng là anh em thích những cái nội dung ở trong DeFi Discussion tuần này, và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau ở trong DeFi Discussion tuần tiếp theo để chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em.